Mà cái điều mà quan trọng nhất á, nó qua rồi thì thôi, vui vẻ trở lại rồi, để cho cái thân khẩu ý của mình nó được thanh tịnh, cho nó an lạc, cái cho nó vui cho mình trước cái đã. Dạ. Tới đừng tòa bà hỏi tới hỏi ông á, đã con người nó mập mạp, nó bệnh tật, nó khó ăn, nó khó ngủ, mà còn đi giận, đi hờ, đi suy nghĩ nữa là tự mình ngu quá. Là khổ mà. Rất là rõ ràng, cho nên á, những cái lời dạy của Đức Phật mình tiếp thu, mình nghe được, hoặc là quý vị, quý ngài, tổ sư ngày xưa rất là chí lý, ngài Khánh Anh nè, rồi ngài Hạnh Trụ nè, rồi ngài cái hạnh, cái đức của ngài Thiện Hoa và ngài Thiện Hòa, phải nói rằng hết sức là tuyệt vời. Ngài Trí Tịnh, nó báo đó nghe, nó báo là người già không được ra đường đó nghe, nóng á, ngày mai nó nóng tới mấy bao nhiêu rồi, nó nóng gì có gì mà nó nóng khiếp đảm luôn buổi trưa đó. Nó lớn tuổi nó ngợp, mà sao nó nóng, nó nóng ngợp không hả? Ở Việt Nam mình cũng nóng hơn đây mà sao nó không có ngợp, là sao nó không có ngợp? Bởi vậy cho nên mấy cái ông nội mà bắt cái hệ thống Central Air này á, là nó phải có hai cái dòng ống của nó, hệ thống lạnh hút ra đẩy ra thì phải có cái hệ thống hút cái hơi nóng ra ngoài đó, cho nó mới hòa khí được cái khí hậu để thì mình tôi ăn rồi nha. Dạ không, tôi ăn mình ha. Dạ. Mì xào giòn, có mì xào giòn. Rồi tối rồi cũng Việt Nam gọi qua lúc 0:30 không phải gọi, nhắn tin. Mới vậy đó. Mà lúc đó giờ nó trời siêu thiêu, mới siêu thiêu cái rồi cái. Nghe cái bon nhắn tin là nhất, mình nhất nghe là, được là mình cũng bị thất nhất rồi. Là sợ nhất là nửa đêm mà gọi á, là nhất mình không biết chuyện gì. Bây giờ cũng quen rồi ha. Chứ hồi xưa mà mới qua Mỹ á, mà nửa đêm mà cứ đây nè 30 cái đỏ đó ngô thật giật tay thầy đó, sao không giật tay hả? Đâu giật, nó giật cái tay tôi nè. Ông ta không vòng giật mình đó chứ không phải giật, tôi có bấm điện đâu giật, chừng nào tôi bấm điện mới giật. Cái giọng nói sao khác là tại vì tối ngày hôm qua là thích chuột có bánh hay là mình mắc tôi ngủ một chút, tối nay là mắc ngủ một chút nữa, nhưng mà hồi gần sáng ngủ được, rồi sáng là khoảng 2:30 là ngủ được tới 4:30. Bởi vì sao nó khó quá, thật sự là ông nghĩ khó quá mà thôi cũng ráng chịu, mình tự hại mình mà không phải mình hại nữa, cái gì hại mình đó, nếu nó cái thân nó hại mình thì cũng phải cái thân. Mà tại sao? Theo lẽ cái tuổi này là tuổi ăn, tuổi ngủ chứ một chậu kỳ á. Cái tuổi mà nửa đời người rồi mà. Còn hơn rồi chứ. 30 mà nửa đời là gần 50 rồi. Thì không, thì bây giờ là có định luật của con người sống là 100 tuổi thì mình cứ cho nó là 50 đi. Mình cho nó 50 là coi như là nửa đời người. Buổi sáng này, thầy trò ngồi tâm sự chuyện trò thế này, cảm thấy rằng an lạc, nó giải thoát được. Sợ đến lúc đêm về nó khó ngủ, tuổi già đúng rồi, thầy tội nghiệp tuổi già ha. Tội nghiệp của tuổi lớn tuổi đó, đó thì khổ đêm lắm. Về nó khó ngủ, khổ. Khó ngủ, ngủ, mà ngủ không được, nó thức. Nó ngủ thức rồi nó khẽ rồi nó ngủ. Rồi cái ra rồi sáng cái là 5-6 giờ cái là nó muốn thiêm thiếp trở lại đó, nó thiêm thiếp trở lại đó, cái này cái giờ đó mà bị thức trở lại nữa là thôi nó làm cho cái thân khổ.
ngồi uống trà. Tôi nói vậy chứ bầu năm nay trái nhiều lắm á. Bầu thì nó màu ra lắm, nó bầu nó trái nhiều lắm. Ngọt không này, bầu ngọt không? Đó, bầu bự lắm. Nhưng mà đừng có để ăn già thầy. Thì đó thì tranh thủ non. Phải ăn non kìa, là bởi vì đó già mình tiếc là ăn non nó ủng, nhưng mà mình phải ăn non mới được. Chứ còn ăn già đây thì thôi, nó giống như ăn cạn bã. Tôi ăn liền, được cho. Tôi cho hả? Mình cho mình ăn thì nó ngon, nhưng mà cái vị của vị này nấu á, mặn quá. Ăn để lên máu. Mặn, cô lo mình nấu gì cũng mặn lắm. Chắc là chả chặt cái nước ra nè. Đủ này là bắt đầu ra khổ khổ rồi đó. Nó mặn quá thì cũng tự lên máu. Hồi xưa mình thấy quá lên máu rồi cho giật già ngủ nó ngon chứ đâu có gì đâu mà lo, nhưng mà giờ thấy nó biết nó không ngủ được. Lên máu nó khó chịu đời trời, nhất cái gì cũng để cho nó trải nghiệm rồi biết, như vậy đó mình mới hiểu được à, cái người bị lên tăng xong nó biết áp như thế nào, người bị mỡ cao như thế nào, người bị thấp khớp đau nhất như thế nào, mới hiểu được, nó mới rõ ràng, mình giảng nó mới thực tế, không thấy không? Ví dụ như mình, mấy hồi đó thầy tôi cũng nói hoài, ông nói mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy chùa nhỏ là tại thầy tôi cũng lớn quá đó, mấy ông thầy chùa con nè, tôi đi đám tôi tăng tôi mất mệt rồi, không sao thầy, từ tháng 4, tháng 7 nó cứ trong mùa hạ đâu mà cũng đi tăng á, cũng còn xin với cha mẹ đó, nó cứ đem ra 10 cái, 10 tháng rồi mẹ mang thai đó, cứ bao nhiêu chị khó nhập mà hoài thai đó, mà hỏi trong khi ta đã đẻ con đẻ cái ta mới rành rồi, mình đàn ông mình có biết đẻ đâu, hơn đúng mình thầy chùa nó không biết chuyện gì nên nói được á, nó cứ đem ra nó nói. Bởi vì thầy tôi ông nhường cho mấy ông nhỏ tập đạo từ đó, sẽ que với cầm microphone mà MC đó. Ông nói người ta đẻ thì không biết công cực khổ thế nào, thôi mình cứ nói hoài là thiệt. Mình không có trải nghiệm thực tế á, mình giảng cỡ nào đi nữa nó cũng không đúng, không rõ ràng hết á. Như ví dụ bây giờ trời bị đau nhất cái chân, thì bây giờ mới hiểu mấy người thấp khớp nhất thế nào. Họ đau rồi đi, khi mà đi bác sĩ đó, hai cái chân nó xoa leo. Vậy mà nó xoa leo. Rồi bác sĩ bắt đầu họ mới họ bữa nay họ chụp hình nè, họ hứa là họ sẽ kéo cho hai cái chân nó bằng ra. Mình đâu có phải khập khẩn, nhưng mà khi nó bị đau nhất là nó teo cái gì đó nó rút lên, cho nên họ nói nè, họ thấy họ làm rõ ràng như hai cái giò là hai cái bạc chân á, họ để là nó sao le sao á. Nhưng mà bác sĩ về vấn đề mà y dược đông y phải không? Không, cái này về thấp về khớp, vì gân cốt. Nhưng vậy mới thực tế. Nó là giảng, nó tuổi già, nó có cấp lớp đau nhất thì thôi giờ ráng cố gắng làm sao mà mình đừng sách bên một bên nặng quá. Tại vì đầu tay phải gì cái nặng bên đây làm gì cũng nặng nè, cho nên tay chân nó tê, mình ráng mình cho mình chia đều, hai giờ đóng cho le, không cũng có bài để mình nói
mình không được tới mình nói đâu được. Thì ông nói có người dịch tạo nói là hai bằng tên của ông thầy, ông biết tiếng Việt, có thể Mỹ mà ông nói hồi đó ông làm lính trong người Việt. Nói hai bằng tên của ông thầy nó không giống nhau. Ông nói là tôi đang chết cha, hồi mẹ đẻ tôi tới giờ tôi đâu có nghe mẹ tôi nói là tôi quái giặt quái thai và ba bằng tên nó giống nhau. Ông giờ theo kiểu của ông vậy đó. Hai bằng kinh của ông thầy không giống nhau. Tôi chết cha là từ giờ nhỏ tôi giờ mẹ tôi thanh tôi ra đâu có nói tôi bị dị tật đâu mà sao không giống nhau. Nhưng mà ý ông nó xa lè đó. Nói chứ mình ăn chay rồi thấy cái tàu hủ nó ngán ơi là ngán, không có cái gì cũng tàu hủ nha. Ăn chay một cái gì cũng tàu hủ nó ngán dữ dằn lắm, ngán chắc ẩn lắm, ngán là cái này cái gì cũng tàu hủ vậy mà bỏ là tội. Cho nên là có những bác sĩ đó nó khuyên lần đó, nó rằng đó là thật ra đó thì không có nhất thiết phải ăn chay để mà diệt được cái sự sát sinh. Nhưng mà mình ăn mặn nhưng mà mình không có nghĩ tới về vấn đề đó. Mình ăn cái món đó ngon quá, mình thích, mình thú quá. Thì như vậy đó là mình không có bị tội lỗi. Là bởi vì... Đúng rồi, chú hả? Giờ có đây rồi thầy. Uống trà tôi ha. Dạ thầy uống nước trà của thầy. Nhưng mà lá nước nếu như thầy có gì thì thầy cho xin. Uống nước thôi. Cho tôi xin. Vậy thôi. Nếu uống trà gì thì tôi uống trà. Rí rồi muốn uống trà gì nữa. Trà này là trà không có trà ngủ được. Trà ngủ được. Thôi uống trà ngủ được đi. 20 giờ trà đó mà chú nghe thế này. Tôi phân tích rõ, dù ăn chay ăn mặn thì chú nói là đó là cư sĩ là đúng. Nhưng mà tu sĩ thì tôi cho là không đúng. Bởi vì tại sao? Tại vì tu sĩ, cái người tỳ kheo bên Bắc Tông á, đã có hỏi với Bồ Tát. Mà hỏi với Bồ Tát là không nở thịt chúng sanh. Còn như ông ngoài đời thì đúng lắm. Cái thầy nói vậy đó là tôi nghe và tôi hiểu hết là bởi vì tôi là cũng là một vị tăng, vị cựu tỳ khưu. Của ngày xưa bác sĩ ông nói biết rồi, bác sĩ nói đúng mà ông đúng một phần thôi. Thì đương nhiên là chứ tôi nói rằng bây giờ đó ông bác sĩ ông nói rằng bây giờ đó mình cứ cố chấp làm bởi vì ăn mặn á là tội lỗi, ăn giết hại sinh vật này kia nọ, rồi cái giới luật mà đặt ra đó là cũng từ nơi cái lòng từ bi rồi mới chế biến ra rồi này kia nọ nó đó. Cho nên á thì bây giờ đó nếu như mà tu hành mà nó ăn chay mà nó chứng và nó có giải thoát và chứng minh thực tế để cho người con Phật, để cho Phật tử nó ngộ và nó áp dụng triệt để thì nó sẵn sàng nó chấp nhận, nó sẵn sàng nó ăn chay. Cho nên bác sĩ nó nói rằng thôi thì tùy duyên đi, nhưng mà mình cũng như là bên không biết rằng bên Nam Tông á thì họ có cái nghĩ rằng là chỉ có là ăn thôi chứ còn không có nghĩ rằng ngon và dở, họ có nghĩ vấn đề đó. Hai là ôi trời hôm nay ăn cái món cá lóc trui chấm mắm nêm nó ngon quá. Chứ thật ra là tôi cũng à, bây giờ ăn tôi ăn cái chuyện ăn nó là chứ. Tuy rằng cái chuyện ăn nó là cái chuyện phụ, nhưng mà nếu như nói ra chuyện phụ thì cũng không phải.
tôi nói chuyện phụ thì tại sao người thế gian á, họ nói là miếng ăn là miếng tội tàn, thấy không, mắt ăn miếng ruột gan nó lọt lên đầu. Còn trong năm dục của giáo lý đạo Phật thì lại tài sắc danh thực, nó là đứng hàng thứ tư. Như vậy á, mình mới hiểu rằng cái ăn này nó cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu chuyện bình thường á thì không thể nào đứng trong hàng thứ tư của năm dục, không thể nào đứng hàng thứ nhất của thế gian. Họ nói miếng ăn là miếng tồi tàn, tất cả đều do nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng mà giờ thôi, tâm đâu không thấy, thấy hiện tại, tại vì mình là mà mình còn cái phàm phu, mình không nỡ ăn thịt nó. Tại sao? Vì nó thế gian là cá ăn kiến, kiến ăn cá. Thứ hai nữa đó, ông nghĩ mình ăn thịt của người ta dầu á nó ít nhưng mà nó gom lại nó thành to. Cái sự sống của con cá, con tép đó, nó chỉ trong vòng khoảng chừng vài tháng tới một năm. Sự sống con người thì như đại ông nói trăm năm đi. Sự sống gà, con vịt nó cũng vài năm. Sự sống con trâu, con bò, con chó, nhưng chó nó 15 năm. Đó, tất cả nhờ những cái con vật này, cái nghiệp của nó, cái sự sống nó ngắn. Cho nên nó không đủ cái lý trí khôn mà nó hận thù như cái con người. Con chó không quýnh nó rợn họ kêu kiki, nó dẫn trả lại nó quấy đuôi. Rồi dân dân, vì nó không đủ lý trí cho nên cái thọ mạng của nó ngắn. Thọ mạng của nó ngắn cho nên bây giờ mình ăn nó đó, thì mình ăn khi nào mà đủ số lượng á, thì nó mới chiêu cảm quả báo. Mà trong cái giai đoạn mình ăn đó mà chưa đủ số lượng là nó nhờ có năng lực tu tập, có cái sự công năng, có sự từ bi, có lòng hỷ xả, có sự khoan dung, có sự tốt ở trong đó, cho nên nó có khi nó loãng ra. Nhưng mà mình đủ khả năng đó không, mình đủ cái năng lực từ bi không, đủ cái năng lực hỷ xả không, đủ cái năng lực trí tuệ không á, vì lý do đó thôi, trước tiên là người tu theo Bắc truyền á phải tránh đi cái đã. Tránh là vì sợ ăn thịt nó gom đủ lại rồi mình quả báo. Bởi vì cái thứ theo Bắc truyền á là mình phát nguyện trở lại cái thế giới ta bà độ sanh, chứ thấy điều đó không, đâu có. Nếu đúng mà tu mà đúng theo Bắc truyền thì là ông vị hòa thượng nào cũng chết, là cầu nguyện cho ngài được công viên qua mạng, được thể hiện tái hiện đàm hoa. Tái hiện đàm hoa là trở lại, mà trở lại cuộc đời đều qua ưu đàm, làm cái hoa mà không có phiền não, không có nhiễm ô. Mà bây giờ mình tái lại đàm hoa, mà bây giờ nó một đống cái nghiệp để chúng sanh, làm sao mình dạy nó được. Cho nên trước tiên là phải lấy cái lòng từ bi, là phải tuyệt đối là phải là trường trai và tuyệt dục. Đó là mới là người đủ lòng từ bi. Con người mà còn dục cũng chưa phải là từ bi nha. Còn yêu, còn ái, còn ôm, còn ấp, còn cái xíu, cái thừa đút vô là chưa phải từ bi nha. Nè, cho nên như vậy mà bên Bắc truyền là tuyệt hẳn, mà trong đó hết trường trai là tuyệt dục. Còn ăn á, thì giờ ví dụ như tuổi già quá, như các vị tôn đức lớn đi thì chú nói cũng đúng. Bởi vì các vị tôn đức lớn đâu còn gì mà sát sanh mà hại mạng nữa đâu. Nhưng mà bây giờ chỉ ai đệ tử nó cho ăn gì ăn nấy, vì bệnh tật đi thì bác sĩ bảo là không có đủ chất thì họ khó trị. Nè, thì bây giờ thôi thì đệ tử đó, bởi vì các ngài đâu biết, thí dụ bây giờ nói xin lỗi đi, có gì thôi họ nói tên ra buồn, có nhiều gì tôn đức lớn bây giờ chính tôi là quan hệ cho chuyện đó, là những người thầy dạy tôi đó, thì tôi không nói tên ra, bởi vì sao, ngài không quan trọng gì thế. Hai đứa ngài giảng tinh thần là coi như phát cái ngã, bây giờ đi đệ tử thì giả nó mua sẵn mấy con, nó làm sẵn ra mua bộ đồ lòng về mầm nó nấu cháo. Nó là họ làm sẵn rồi, họ luộc rồi, hay là họ ra mua mấy con cá làm rồi đó về kho tiêu thì đâu không sao. Nhưng mà ngài không có đòi, thậm chí có nhớ trong cái tiền thất đồ cũng không sao, vậy không có ý. Đó là do cái nghiệp dẫn bây giờ cần để mình gì mình thương. Nhưng mà cái người đó phải có đóng góp cho đạo. Ví dụ cái giai đoạn hồi còn khỏe mạnh có đóng góp được cái gì cho đạo hay không? Rồi giai đoạn mình sống thêm, mình có đóng góp được cái gì cho đạo không? Thế còn cái hồi sống
ông nhớ rõ trong cái quy xe cảnh sát không, nó cái câu tức sự diện tường không nhớ chứ, cái đó ông học qua chắc chắn là quậy nghiêm có vậy đó. Hồi sống mình mới tu hành, mình không lo học đạo, mình buông thùa theo cái thói đời, một câu giáo lý không tường thì hậu lai nó tới nó ham vấn lấy đâu mà dạy, rồi nó nói ngược lại thì mình trách nó là đồ vô lễ, đụng việc thì mình dây mặt vào tường. Tổ Quy Sơn nói rất rất là kính, kêu bằng dễ thương không. Những cái người đó đó có sống thêm cũng không có lợi lạc gì cho cái giáo hội, cho Phật giáo hết đó. Còn thí dụ như các vị hòa thượng, tôi nói đơn cử thôi, thí dụ như giờ thầy Từ Thông, hòa thượng Từ Thông tôi đi, không phải là tôi học với ngài, tôi binh việc ngài, cuộc đời ngài như thế nào tôi không khe, mà tôi cái sự đóng góp là ông nhớ đóng góp, nếu mà nói về cuộc Từ Thông là đóng góp từ chế độ cũ tới chế độ mới không, là vì đạo không đó, giai đoạn nào ông cũng làm hiệu trưởng hết mấy mươi năm trời, cả một cuộc đời hy hiến vậy, chạy theo ông vua, ông làm chủ nhân dân thôi, mà ông có cái lệnh ở trong, ông có cái ấn ở trong tay, ông tiền hô hậu ủng, ông coi như ông muốn trả mai ông trả, mà tại sao ông là cung tần mỹ nữ, thậm chí tiễn mỗi năm tiễn bao nhiêu cung tần mỹ nữ, còn về chùa mình có chút xíu là ông sầm, cho nên quan trọng mình có đóng góp được cái gì cho đời hay không. Rồi bây giờ ví dụ như giờ như cụ Trúc Lâm, bây giờ nó là thì thôi nói vậy thì cụ Thanh Từ thì trước khi đi xuất gia thì nó khác, mà xuất gia rồi thì cụ trong sạch đó, thì tại sao mà bây giờ cụ cũng ngồi một chỗ gì đó thì không nói năng gì, thì bây giờ sống thêm nữa kia khác, cũng là các hàng đồ tôn đệ tử pháp tôn của hàng nghìn mất hết không, nhưng mà hiện giờ cụ không nói, nhưng mà nó còn nghìn thì bây giờ giống như dầu cụ còn đó, để hàng năm họ cung tụ trở về, rồi cũng có trong cái số đó thì nghĩ nghiêng bàn tay nó có ngón ngắn ngón dài, nó cũng phải có những người có ý tham học tham tu, cũng có những ý có những người mượn lớp áo để buông thùa, nó có hết ấy. Nó làm sao cũng có, trong hàng ngàn chúng sanh thì cũng phải có một vị Bồ Tát A La Hớn chứ đó, cho nên đó, nó hay khác nhau. Còn ví dụ như giờ có nhiều vị như tôi nói đó, cả đời không làm nên tích sự cho đạo hết á, gặp việc thì dây mặt rồi dắt tường, rồi bây giờ già rồi cũng tiếp tục sợ chết nữa, thì ông thấy giờ gọi là vô tích sự, mà những người như vậy sẽ đọa, nó đọa ngay hiện tại dẫn tới tương lai. Còn những người ta hữu công ta biết bao nhiêu công lao nó chứ, khi mà tôi làm giảng sư pháp sư rồi tôi mới hiểu không, ông nghĩ làm giảng sư pháp sư đâu phải một đời mới làm được đâu, chú thấy không, biết bao nhiêu người học mà biết bao nhiêu người giảng, nó cũng phải có cái duyên gì đó, nhiều đời nhiều kiếp rồi được Phật bổ xứ nữa chứ. Đêm á, ví dụ như ngày mai tôi giảng nè, đêm tối tôi phải nằm tôi suy nghĩ cái lời Phật dạy về ý của tổ vậy nó trùng khớp thế nào, nó phân ra giai đoạn thời gian nó làm sao, cái kiệt hiện tại mình nó làm sao, nó suy nghĩ đủ điều chứ đâu phải mà tự nhiên muốn lên nói thì nói đâu. Ở trong cái cảnh đó mới biết cái người nó cực khổ, người nó suy nghĩ thế nào. Cái điều mà quan trọng đó là có người nghe, họ có